hay dở hơn điều gì chị? Giới thiệu đi. Ấy là cứ nói chuyện mình thôi. Im lặng cuối. Đi đường khác. Có cái khô gì? Đi đường kia. Không tắt cũng được. Qua đây nè, không qua luôn qua đây. Nãy giờ. Bỏ giấy vô thêm, bỏ giấy vô thêm. Đứng ngoài không. Mua sao lấy ra làm cái gì vậy? Cho anh tính đập. À, hạt điều quá hả? Nó phải đợi. Nó sao phải đợi cái tờ giấy kìa, nó cháy hết luôn cái tờ giấy rồi nó sao mới gấp, nó sao bỏ vô chứ. Rồi, đợi xíu, đợi xíu. Để vậy rồi còn cái gì nữa đâu. Đó. Thế đó. Rộng được như mày ăn kìa kìa. Xin ba đi. Cái này á, cái này á đặc hơn đó. Mẹ em hồi đó có làm. Nhưng mà nó đặc. Nó nhiều rồi. Trời. Tiêu hết. Nè. Là thử cái hậu nào chắc chắn. Rồi đem đi chén qua này. Không có nào lấy được hộp không? Nguyên hộp.